sống chụp địa xu lục phù bà thì mình đẹp xuống mùi à tôi lục phù chú mùi đại phù nhóm chú mùi chia chè là chia chè là chân lục phù chui màu phí kháng chụp phù văn tam đó lục nông bên dương à tôi lục phù màu ăn ca xa mà cung bao dương nướng tam rồi dạ nạ đá nhóm màu tam bảo vật sự tôi lứ màu này màu phù mạng đồng hả phù màu này màu lực tịch buồn hả màu xa mà cung bao dương nhóm miên chùm ngư lược chiêm lược chiêm hay nâng lược chiết acid lược chiết acid hay nâng lược khlanh chả một mà khlanh rung bệ đống á lục bưu bà chôn mãn lục bưu nhóm hà sắp bầm bầy cho nàm ồ mà tôi đến khám anh này hà sắp bầm bầy cho nàm lục bưu lọc sắp đắp vẹn ra bao lọc kẹt này dụ xu sinh hưu tam vật dụ hơi mà tớ lọc sắp đắp bà nhóm sắp đắp này là lọc rồi mà tiếp nhóm màu năng tớ có ôn khoảng chrome nó có chụp lục rùn chrome nó có chụp internet ao chẳng tớ chụp bà bê tình nê chẳng bà ăn mưu tay chụp chẳng tớ tớ lục bưu vui rằng mạch đai chụp bưu vẹn ra bao lọc kẹt này dụ xu sinh hưu đài có chạy đồng lê chẳng này đăng mên tớ trăm sọc hiếp mên trăm tớ sắp sai là tập hào lại cổ tớ chụp này đăng ở đây là sống khăn được cô đau đây sống khăn lựa kẹt này dụ bàn ọp rung bàn tu miên tớ lơ tiết sản nạc lo lo tớ lơ cơm tích lo lo đồng bây ai bóng bóng chia bộ đoạt dưỡng người đi nhạc ra lần tiếng bù vô dòng bật này còn mình dây tớ còn sống khăn phát quát đặt tươn chia bộ đoạt dưỡng nâng ai dù đang bị sọc phép tòa khuôn rồi bỏ dưỡng riêng riêng khuôn nâng còn đặt tươn mơ tam sống cung bê sọc nâng hư còn đặt tươn chia cục vẹ cục bộ lần ó ná chúng đang chia trả lục bộ tiệ tông nâng phép chỉ nạy đặc nôm ca rộng si nâng kì bì xét tiệ tông nâng phổ phật sát nè là phụ thuộc đáp ấy ba 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 phụ vô rằng mạch đáy chân phụ viện mùi mùi đại quạt miền cực rụt chiết được nông màu màu nữa mơ dây tới quạt dây bị thỏa á nâng chả ơn bị ca thử bón á hay quạt nâng chọn chùi xong cung ỏi bàn chả ơn nâng nông chạy chì vật bọc quạt chân lục phụ sát đáp viện rồi bỏ lửa kẹn dụ xu sinh hữu cực thả play chứ xâm rạp lục phụ lục sát đáp viện rồi gọi bắt đầu hồi đa cổng hôn xem xe như rồi có vật sụ chẳng á cực thả play chứ ba quạt play bị kê tìm mũi quạt chọn chùi xong cung quạt thả quạt nâng chùi xong cung ỏi bàn bị chìm ra nâng ọc này thì bí quạt nâng dây thì bị rương thoa rương a chẳng thấu ai dương nâng bị thả bị ngọc chất đó là chẳng thấu dương sẽ đạp mưa thấu kháng kê nâng nhóm sẽ đạp vật sự thấu kê nâng dây thì bị rương sọc sai bởi lật phòl bỏ kê vì mình đổi quạt rong thả quạt nâng dây bị thoa bị a hay quạt kết thì bị rương xung cung phòl bị dọa rùm thằng ọc thầm bóng chẳng lúc bố dương rằng nà đai chụp bố chìm này đăng cỡ đôi dây ca chạy đồng lời cho bà quạt nâng tại đó chia bộ đoạt dương nâng làm bố dối dù trong mạch đấy, cái tháp viên bị giáo chứ, xem rạp bị chia bờ rót dương. Cái nhóm cái tháp quạt bờ rót chấm này đang nắng, đòi bị chia bờ rót nắng, xem rạp để nẹt đôi thà. Khi ăn vào chất tục đa, khi ăn cái tháp quạt đang chia mà nuôi sủng khăn đấy. Bà tai bờ sân này chỉ nẹt để vào chất tục đa, cái tháp quạt đang chia mà nuôi sủng khăn rồi bỏ dương ngay vụ quạt tháp quạt cái tháp bị chui mà nuôi đó. Bà được không? Ta lúc pu sẽ đập vẹt rồi bỏ lửa kẹn dụ su sinh hú nước pu chập aram từ lửa vẹt nè chiên kì vì miền bột sát na cả đặc nuông cả rosi sọc cặp hiệp chẳng chia đá mất lúc pu. Nhóm cái tháp đào từ ta sọc cặp hiệp bị buộc khi nhóm miền mà hay cắt mà hay cào chập aram từ lửa sọc cặp hiệp ta lúc pu vô chẳng na đá để pu thợ para là tập hà là ham pon mà còn mà bùn đòn hay pu mò tì ba bùn đòn hay chẳng bùn đòn ní ta lúc pu vô chẳng mạch đai chập pu ham pon lúc pu ai ai tình ni rồi coi vô chẳng mấy chập pu ham pon rồi để pu para nưng nhóm para bạn bay đòn đội pi đòn đội thà vi an toàn bàn đằng thay nhằng mày tì đó là prà lực tì bấy khởi nhà đội riêng thu miền cầm lang miền cầm hai ấy thay thà vi an đội an toàn chía nè bà lục phu thay vì đội thà vi riêng miền cầm lang miền cầm hai ấy chiêng bôn căn đại bá sao tới bà tại ta lục phu vô bị an tình đây thà à vậy tới chia hàm pon và tam pu vô lắm pu sọp prà mà anh nói mình vậy tới nhầm sẽ đập bạc hàng cầm hôn kế hay nâng hàng cầm hôn mày hình cầm nâng cái chẳng tiếc nhầm kết thà quạt prà nâng chia à hà bom pon và sầm rạp tro trung riêng cái đại mình nuôi dương mình nè mình ai hậu ban khăn ông mặt thằng ấy đôi thà riêng cái giống trâu cá sam sập một giống viên mình ai cướp về giống dương prà viết đâm bay chùm nuôi giống ba chùm ngư bao khi nhầm nước viên ban đôi thà viết sạ ban mà lẽ ai ba viên mình toàn hà ban đó hà sẽ viết rồi tại ban phải chỉ mà phải phía rồi nhưng mình toàn hiện thà trả này tại đăng thà còn ba còn đăng thà còn ba mũi tiết chân su tha ta lục pu mau nước tu ban là tập hợp bay cái bóng pri đại mình ở lối đấy đại lược cái anh dụ su sinh hô cái đôi chân nia gì ca quạt bàn và cả hai pri là tập hợp bay cái bóng miền pri vận tải cho mình đại bàn cho chặt tục đã thế đằng là máu bàn phẩm án với tự tẹo với phần này và lục kêu còn rôm còn tạm đây còn thà miền ba lục ông chơi mà khai mà đòn những viên miền pri tại bay cái bóng ba bay cái bóng phần này nhưng mà đại đăng cái bị muốn máu nè tầm đăng mà như này cứ pri qua tới đòn ai ta miền ở thể chân cha cái đó thay cái đó quạt máu nữa hay lục cái anh dụ có bàn sập sai chứ rồi rồi đại thà pri bàn pri khạc bằng ôn khạc chui phe cái tiền khạc máu đầm bay vật trụ bằng ôn khạc chui bị phe cái tiền khạc tới đầm bay chui sập sai vật trụ tu tiền một phầy phàm khai cái rống lục phú chăng ta lục phú miền phe bạch đam nhà ấy ta đào bằng ôn bị chia bờ đoạt
តឬក៏កូនខ្មែរយើងដែលគាត់មិនទាន់បានមកដល់ទីនេះឬក៏គាត់មិនទាន់បានស្ដាប់វគ្គរបស់លោកអគ្គនាយកស៊ូសេងហ៊ូបាទខ្ញុំសូមដាំផ្ញើដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ដែលឈឺរ៉ាំរ៉ៃឬមួយក៏លឺជាតិស្ករជាតិអាស៊ីតអីហ្នឹងមកខាងកន្លែងក្រុមហ៊ុនមេញហេងគ្រប់អង្គការមនុស្សធម៌អង្គការមនុស្សធម៌ជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីនៅស្ទឹងមានជ័យហ្នឹងអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញមកឲ្យខ្ញុំហ្នឹងវាមកបាន4ដងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានធូរច្រើនដែរតែសូមឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានជំងឺដូចខ្ញុំហ្នឹងអញ្ជើញមកដើម្បីក៏អាហារបំពន់ហ្នឹងយើងយកទៅហូបដើម្បីជួយសុខភាពយើងឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញជឹកចង់សួរពូមួយទៀតតេតងចំណាប់អារម្មណ៍មូលហេតុអីបានជាពូបានឈានជើងមកដល់ទីហ្នឹងថាយើងធ្លាប់ស្ដាប់វគ្គរបស់លោកអគ្គនាយកក៏ដូចជាធ្លាប់ឮធ្លាប់ដឹងអញ្ចឹងណាតែមានមូលហេតុអីបានតែមិនទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដតីឬក៏ថាបានដតីអញ្ចឹងណាលោកពូមានទំនុកចិត្តឬមានអីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចេះពីដំបូងហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់តាមវិទ្យុហ្នឹងប្រហែលជាចូលកន្លះឆ្នាំអូយូរដែរបាទស្ដាប់វិទ្យុហ្នឹងក៏3 5ស្ដាប់ហ្នឹងតែពេលយប់យប់ឡើងម៉ោង8ហ្នឹងឮសូរផ្សាយម៉ោង8ហើយម៉ោង5ព្រឹកខ្ញុំចេះបើកស្ដាប់អញ្ចឹងទៅដល់ឮសូរផ្សាយថាហៅប៉ុនអូស្ត្រាលីចែកជូនដោយអត់កាត់ថ្លៃហើយក៏ដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់អីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងខ្ញុំចេះកត់លេខហ្នឹងទុកឲ្យចេះតាមមើលតាមស្ដាប់អញ្ចឹងទៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តទេបាទដល់ហើយថ្ងៃមួយខ្ញុំក៏មានដូចពិបាកក្នុងខ្លួនពេកខ្ញុំក៏តែមកសួរທາງបុគ្គលិកនេះបានប្រាប់ទៅថានៅតែនេះអីអញ្ចឹងទៅបាននិយាយខ្ញុំមកជួបលើកដំបូងហ្នឹងខ្ញុំមកហ្នឹងដូចជាគ្មានសង្ឃឹមអីទេព្រោះមកដូចគឺមិនជាអីអស្ចារ្យដែរតែគ្រាន់ថាមកហើយក៏ជាវយកទៅផ្ទះបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងទៅឬយកទៅហូបទៅហើយក៏ដូចរៀងមានកម្លាំងមានកំហែងអីជាងមុនអញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែបន្តរហូតអញ្ចឹងទៅបាទមួយទៀតលោកពូតើពូមានពាក្យសំណើអីដើម្បីស្នើសុំទៅដល់លោកអគ្គនាយកឬក៏អង្គការសមាគមរបស់យើងបន្ថែមទៀតជាការស្នើសុំខ្ញុំមិនមានអីច្រើនទេតែគ្រាន់ថាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអគ្គនាយកដាក់ម៉ាស៊ីនឆែកសុខភាពមួយបាទសម្រាប់បាទសម្រាប់បងប្អូនយើងពុកម៉ែយើងគាត់មកហ្នឹងមុននឹងយើងផ្ដល់អាហារបំពន់ជូនគាត់អញ្ចឹងយើងត្រួតពិនិត្យសុខភាពគាត់ថាគាត់ឈឺអីឈឺអីអញ្ចឹងណាបាទបាទហើយយើងនឹងផ្ដល់អាហារបំពន់ជូនគាត់ទៅតាមហ្នឹងឲ្យវាចំគោលដៅបាទខ្ញុំមានតែសំណូមពរតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមឲ្យលោកអគ្គនាយកនឹងជួយអញ្ចឹងជិះចុងក្រោយតើលោកពូមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីជូនពរទៅដល់លោកអគ្គនាយកស៊ូសេងហ៊ូក៏ដូចជាអង្គការសមាគមរបស់យើងលោកពូសូមជួយចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យបានសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនដើម្បីជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសហ្នឹងឲ្យបានជាសះស្បើយគ្រប់គ្រប់គ្នាហ្នឹងកុំឲ្យមានរោគាពីអីទាំងអស់ហ្នឹងសូមអរគុណចំពោះលោកអគ្គនាយកច្រើននៅក្នុងការដែលលោកអគ្គនាយកបានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ឬក៏ចែករំលែកនៅអាហារបំពន់ផ្សេងផ្សេងតាមរោគាពីតរបស់ពុកម៉ែយើងដែលគាត់ចាស់ជរាបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតសូមអរគុណបាទសូមអរគុណសម័យនេះជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាដូច្នេះបងប្អូនមិនចាំបាច់ពិបាកទៅជួលតូបផ្សារទំនើបទៅជួលផ្ទះបើកហាងទេបងប្អូនគ្រាន់តែត Wi-Fi ល្បឿនលឿននិងមាន Smartphone 4-5 ដើមគឺបងប្អូនអាចដំណើរការ Business គឺ Sell តាម Facebook YouTube TikTok បានដោយសេរីបានដោយស្រួលបំផុតតែបងប្អូនត្រូវរើសអ្វីត្រូវរើសទី1គឺបងប្អូនត្រូវរើសដៃគូជារោងចក្រមិនមែនបងប្អូនត្រូវរើសតចេញពីឈ្មោះកណ្ដាលឬពីក្រុមហ៊ុនឬក៏ពីឈ្មោះ3 4 5តង់ទេនេះជាអ្វីដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រដល់បងប្អូនទី1គឺត្រូវរើសរោងចក្រទី2ប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ត្រូវតែពេញលេញអញ្ចឹងសេវាកម្មដែលរោងចក្របម្រើដល់បងប្អូនគឺមានគុណភាពការផលិតដឹកជញ្ជូនប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងបងប្អូនកក់ក្ដៅហើយតែអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវមកគិតមួយទៀតគឺតម្លៃដែលគ្មានការលាក់លៀមគ្មានច្រកថង់គ្មានបញ្ជីការគ្មានការលក់បើកចំហមិនត្រឹមត្រូវទេប្រយ័ត្នមានបញ្ហាពីព្រោះច្បាប់ប្រទេសយើងឥឡូវមានការរឹតបន្តឹងដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នារកស៊ីស្របច្បាប់អញ្ចឹងការងារដែលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការងារផ្នែកសុខភាពនេះតាក់ទងជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មពន្ធដារក្រសួងសុខាភិបាលខ្លាំងជាងគេបំផុតផ្សព្វផ្សាយក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងជាច្រើនទៀតដែលបងប្អូនត្រូវគោរពច្បាប់នៃប្រទេសនីមួយៗដូច្នេះតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃគិតគីឡូគឺយើងប្រកាសណាយើងប្រកាសដោយគ្មានការលាក់លៀមតម្លៃជាគីឡូគឺមាន2ប្រភេទ1គីឡូស្មើ4000គ្រាប់ប្រមាណជា4កប៉ុងនេះនេះមកគីឡូ2ខាំអញ្ចឹងផាត់សបកចេញគឺ1គីឡូហ្នឹងឯងមានប្រមាណជា4000គ្រាប់
bản chỉ ca miền bính hay mà cái lâu đầm lầy thua mà đá cái là spiro na thua mà đá đi tại thua mà đá đi của thua mà đá prop hết wall sẽ broken này nâng mũi cái lâu mà nâng mũi rồi đà la nâng này chiếu pram cái lâu thay mà cái lâu chiếu đập cái lâu thay bay cái lâu chiếu mà phay cái lâu thay pram pi cái lâu nè nâng này sản phẩm này đã chọn cắt stock đã khai hàng sau cái lâu thay mà phay cái lâu nâng nét đã chọn đặt bờ tê mùi tao mà pon cái lâu nên đặt từ bờ tê na bờ tê Việt Nam bờ tê Thái bờ tê Pumia nên đã lấy tranh về luôn chạm tới mà đong mùi tao cứ thay ban phẩm bờ rồi cái lâu nè nâng này quân tập hiệp cả bờ lết cả đặc hình chún nâng bờ pon phơi chữ bắp nè tệ tao nâng sọc hà bị bao tam bờ tê cứ rung chạm chuyện này riêng trong ao thằng o công bà rầm rung chạm đợt toàn.